chào tất cả các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ đi rửa xe ở Mỹ, các bạn theo dõi nhé. Các bạn xem nè, cái xe nó dơ kinh khủng luôn. Hôm qua trời mưa đó, gió nữa, nên là coi cái xe nè. Trời ơi, cho nên là chồng mình hôm nay nói á, là mình đi rửa xe đi. Mà mình đi rửa xe tự động, lần đầu tiên mình đi luôn đó. Mình cũng muốn trải nghiệm thử coi bên đây rửa xe tự động như thế nào. Các bạn đừng bỏ qua video này của mình nhé. Which washer you're interested in today? Yeah, just no single washer. Yes sir, regular. Yeah, regular. Any microfiber towel, anything like that? No, seven dollars. Seven dollars. Bảy đồng. Mình sẽ chạy vô cái máy và nó sẽ rửa xe cho mình. Mình quay tiếp tục nha, các bạn theo dõi nhé. Đó, rồi mình sẽ chạy vào cái chỗ này nè. Chỗ đó đó. Rồi, chạy lên. Cái khu bên này là những người người ta đã rửa xong rồi đó, rồi vô trong đó hút bụi. Nhưng mà chồng mình nói hôm nay không có hút, tại vì trong xe mình cũng sạch lắm rồi. Rồi nhích lên thêm, cứ nhích đợi từ từ vậy đó. Trời, lần đầu tiên đi cái này cũng hồi hộp quá, không biết trong này nó làm sao. Chồng mình thì nói là ảnh đi qua được một lần rồi, lần này là lần thứ hai. Bình thường là tự rửa không à, mà hôm nay muốn đi coi bên đây nó rửa xe có sạch không và tự rửa tự động như thế nào. Rồi, sắp tới mình rồi. Ồ, có nhân viên đứng ở đây hướng dẫn nữa nè. Đó, nó kêu mình dừng lại nè. Để cái xe đó lên, xong rồi nó kêu mình đi chạy lên, nhích lên. Đó, hướng dẫn mình đó, bên góc mà cũng có hiếm hướng dẫn đó. Nó ồn lắm như các bạn, cho nên là mình phải tắt tiếng. Đó, nó bắt đầu nó xịt xà bông lên nè. Rồi nó chà nè. Đó, nó chà.
rồi nó xịt xà bông lên nữa. Trời tiện vậy sao, ngồi trên xe vậy thôi là nó rửa xong cái xe. Wow, đẹp vậy sao ta. Ừ, nó chà nữa nè. Không có thấy gì luôn rồi. Giống mưa gì. Nhìn nó tí li tí li tí giống mưa quá. Đây kìa. Chắc nó xịt nước hay sao. Ồ, lại chà nữa. Ồ, cái này rửa sạch nè, bắt đầu thấy rồi nè. À, nó xịt nước đó. Ồ, xịt xà bông nữa hả? Ồ, nó chà tiếp chà. Ồ. Rồi chà cái này sạch không ta trời. Rồi, cái này chắc chuẩn bị làm khô hay sao. Xịt. Ủa. À đây nè, cái này nè. Cái này nó thổi nè, nó lo thổi gió nè, thổi gió cho bay đi với cái nước chắc khô nước gì nè. Hồi lại sao lần đầu tiên đi cái này. Ồ lạ ha, không tới 5 phút nữa, không tới 5 phút là xong cái xe đó hả. Đúng là nhanh, gọn, lẹ. Xong, đi về. Ôi, các bạn coi nè, cái nước nó nổi mạnh, nó nổi mà cái kiến của mình nó méo luôn rồi. Đây, sau khi rửa xe. Rồi, sạch bóng. Rồi. Nó còn ít vết nước nhưng mà cũng sạch, cũng ok. 7 đồng được vậy là được rồi đó. Rửa xe xong cái mình thèm thèm trà sữa, cái mình kêu anh chồng mình chở đi mua trà sữa. À, trà sữa này là ở đối diện với chợ Thuận Phát cũ nè, chỗ này là mình thích uống. Tinh tinh sớm chưa mình ngủ, mình thấy có nhân viên mới, như có nhân viên mới đi vô. Mình phải ở trên xe coi chừng Jayden á, cho nên là mình không có vô, chồng mình sẽ vô mua cho mình. Chị Chi. Xin chào. Ba ba. Chị ơi. Ba ba ba. Chị. Ba ba. Mà má. Ba ba. Bà mãi cảnh dạ. Mà thấy tôi tặng. À. Ừ, tặng hay là tặng. Ờ, tặng tiếp. À. Cẩn đi, xin chào. Hello. Hello đi chị. Hello. Chị. Chị ạ. Chị ạ. À. Ừ, điểm nhỏ. Xin mà mày má nè, xin chào cô chú, xin ba ba, bà ba mày chất lầy, xin chào, xin chào đi, xin chào chị, hello đi chị, thấy mạnh. Rồi, trà sữa có rồi, trà sữa có rồi. Yeah. Thank you.
sữa tới rồi. Cảm ơn chồng. Sẽ uống cho các bạn xem thử. Coi lại. Ở đây.